Xin chào tất cả các anh chị đang xem video. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách xỏ chỉ máy bắt sổ 5 chỉ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xỏ vô cái thanh này và sẽ xuống cụm đồng tiền và nó sẽ vào cụm đồng tiền. Và bắt đầu đi xuống các tiếp chỉ. Và xuống tiếp chỉ này và vòng qua các tiếp chỉ kế bên và nó sẽ vòng lên cái móc dưới. Và bắt đầu nó sẽ xỏ qua móc phía bên kia. Và đây, nó sẽ xỏ từ bên này qua bên kia. Và tiếp tục chúng ta quay vô ly. Và chúng ta sẽ kéo cùng chỉ xỏ từ bên này qua bên kia và kéo cùng chỉ ra như thế này. Thế là xong một đường. Đường thứ hai cũng như vậy và đi xuống tiếp chỉ. Và sau khi xuống tiếp chỉ dưới này thì nó sẽ có một cái hình W. Đây là hình W. Các bạn chú ý xỏ cho đúng. Đó là sẽ chỉ màu đỏ. Và sẽ lên tiếp chỉ trên và sẽ lên móc trên. Và các bạn dễ xỏ hơn thì các bạn quay cái vô ly cùng chiều để cho cái trục kim nó ngược xuống. Và các bạn xỏ vào. Đó, các bạn xỏ nó qua và xỏ qua cái móc này. Như vậy là các bạn đã xỏ xong được hai đường. Rất chi là đơn giản. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xỏ được chỉ đường thứ ba cũng qua cụm đồng tiền này, bắt đầu qua cái cụm tiền kế bên thế đây. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ để sợi chỉ này trên chỗ cái đường dẫn dầu, người ta hay châm dầu chỉ để chống đứt chỉ. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ xỏ song song qua hai cái đường này và vào các tiếp chỉ phía dưới và thẳng xuống kim phía bên ngoài. Và kim này là chạy đường kim móc xích. Đối với chỗ này thì các bạn để nó phía trên, không cần phải xỏ xuyên qua cái lỗ, tại vì nó sẽ làm cho chỉ nó lỏng đi và nó sẽ dễ bị dính chỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ xỏ đường chỉ thứ tư, nó sẽ vào cái đồng tiền và có cái tiếp chỉ trên và thẳng qua cái tiếp chỉ phía trên. Đường chỉ xanh của cái đường móc xích thì các bạn bỏ ra khỏi cái lỗ và bạn cho lên phía trên thì chỉ nó sẽ chặt và nó đỡ rối. Với cái đường chỉ đỏ này thì các bạn xỏ theo cái tiếp chỉ như trong hình của mình đang hướng dẫn và nó sẽ có cái màu ở trên cái tiếp chỉ hoặc trên cái đồng tiền. Các bạn cứ xỏ theo là chuẩn và thẳng xuống cái nhíp chỉ phía dưới và nó sẽ nằm phía trong cái nhíp chỉ. Và đi thẳng vào cái kim phía trong. Và các bạn xỏ từ bên ngoài vào bên trong. Và tiếp theo là đường cuối cùng, đó là đường móc xích nằm phía sau. Các bạn xỏ vào lỗ này và xỏ vào phía lỗ phía sau như thế này. Từ trên này xuống, xuyên qua cái lỗ phía dưới. Thẳng xuống dưới và xỏ qua cái lỗ này. Ví dụ các bạn mà xỏ khó quá thì các bạn dùng cái cây chổi đốt mà các bạn xuyên nó qua, dùng một cái cây nhỏ các bạn kéo qua cho dễ, các bạn luồn qua tới bên này và tiếp tục thì nó sẽ qua cái tiếp chỉ này và nó sẽ vào cái đồng tiền như thế này. Và tiếp tục qua cái cam đánh chỉ của máy 5 chỉ, nó sẽ vòng qua đây và nó sẽ vòng qua thanh sắt và nó sẽ vòng qua cái tiếp chỉ tiếp theo. Và cái sợi chỉ xanh này thì nó sẽ nằm dưới cái thanh trắng ở chính giữa và tiếp tục qua tiếp chỉ này và vòng qua cái móc, xỏ từ bên này qua như thế này. Và tiếp tục thì quay vô ly cùng chiều máy chạy để cho cái móc nó qua phía bên này
Và tiếp theo chúng ta sẽ xỏ nó vào cái móc nữa là xong, đường vắt sổ 5 chỉ. Đây, và cái móc nó thế này, và các bạn xỏ nó qua. Và đây là sợi chỉ của đường móc xích vừa mới xỏ, sẽ qua như thế này. Sau khi hoàn tất hết các bước thì chúng ta sẽ đóng nắp nó lại, và đóng nắp bên hông lại luôn. Và các bạn sẽ gài chân vịt vào, và lúc kim sẽ quay lên phía trên để không bị vướng kim. Như vậy là xong. Và đối với các bạn mới không biết mở máy nút sổ sao, chúng ta giữ và gạt nó ra và bật cái thanh này mở cái nắp ra. Như vậy là chúng ta có thể mở được cái nắp máy vắt sổ để sổ chỉ. Và đây là đường vắt sổ mình vừa sổ chỉ và chạy thử. Hiện tại thì máy đang ở trong chuồng mây nên tôi sẽ hướng dẫn sơ được bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy like và đăng ký kênh.